đừng bắt em phải quên, Ngọc uất ức khi Linh chửi mình là con hoang. Quý vị khán thính giả thân mến, đừng bắt em phải quên tập 25 sẽ khiến khán giả nóng mặt với những tình tiết mới khi Ngọc vừa khóc vừa trách mẹ để cho cô Linh gọi mình là con hoang. Đừng bắt em phải quên tập 25 đã tung ra trích đoạn mới với những tình tiết hấp dẫn trong bộ phim sẽ phát sóng tối 15 tháng 7. Mở đầu đoạn trích là cảnh Linh và Luân bàn chuyện công việc sau khi cả hai đã vượt qua được khó khăn bên phía đối tác. Tuy bàn về công việc nhưng Linh vẫn không quên sán lại gần để ve vãn Luân, dù cho anh đã có cái nhìn dè chừng với Linh. Sau cuộc nói chuyện với Linh, Luân đến cửa hàng gặp vợ. Khi gọi điện cho Ngân thì nghe Ngân nói dối rằng mình đang ở cửa hàng. Thái độ vui vẻ của Luân đột ngột thay đổi. Về phần Ngân, sau buổi gặp mặt với Vũ, những chuyện trong quá khứ và hình ảnh Vũ ngã khuỵu dưới chân mình không thoát ra khỏi đầu cô được. Dường như Ngân vẫn đang có chuyện gì đó cất giấu và không muốn chia sẻ cho ai, cũng như không muốn ai đả động đến điều đó. Về phía đôi trẻ Ngọc và Duy, hai người đã có ý định về nhà Ngọc ra mắt sau khi Duy biết được chuyện Ngọc không phải con của Vũ. Nhìn thái độ của cả hai đủ hiểu, cửa ải khó khăn là mẹ Duy và Ngọc đã bước được qua rồi, còn giờ chỉ là phía gia đình Ngọc nữa mà thôi. Thế nhưng đến cuối trích đoạn tập 25 của Đừng Bắt Em Phải Quên, khán giả lại được phen nóng mặt khi Ngọc về nhà gặp Ngân, vừa mếu máo vừa khóc nói. Nếu ngay từ đầu mẹ đuổi cô Linh ra khỏi công ty bố, thì cô ấy đã không có cơ hội nói con là con hoang. Ngân nghe được câu chuyện của con gái đã không khỏi đau lòng và khẳng định Ngọc chính là con gái của bố Luân. Trong những tập gần đây, khán giả cảm thấy vô cùng hả hê khi Ngân có những động thái phản đòn lại đối với Linh, khi Linh đang cố tình phá vỡ hạnh phúc gia đình mình. Lần này, để con gái phải chịu oan ức đến như vậy, liệu Ngân có còn để yên cho Linh nữa hay không, hay có sự phản kháng như thế nào? Chúng ta hãy cùng đón xem tập 25 của Đừng Bắt Em Phải Quên sẽ phát sóng lúc 21h30 ngày 15 tháng 7 trên kênh VTV3 để được biết rõ hơn nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy bấm đăng ký kênh tin tức 24h TV để theo dõi mỗi ngày. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật và cung cấp những thông tin nổi bật nhất. Quý vị hãy nhớ đón xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.